Xin kính chào quý vị và các bạn. Như đã hứa với buổi sáng, sau khi mà chúng ta cùng trải nghiệm các phiên bản G, L1 cầu, L2 cầu và Hybrid của CR-V 2024 thì chiều ngày hôm nay chúng tôi có mặt tại đường đua F1 Hà Nội và chúng tôi sẽ có cơ hội trải nghiệm hai phiên bản. Một phiên bản L1 cầu có giá 1 tỷ 159 triệu và lát nữa thôi thì tôi sẽ thử phiên bản Hybrid để thấy cái sự khác biệt giữa động cơ lai xăng và điện và với thuần động cơ xăng. Động cơ xăng của chiếc xe này giống như thế hệ cũ, thế hệ thứ 5, 1.5 lít turbo, 188 mã lực và cho mô men xoắn cực đại là 240 Nm. Một trong những động cơ mà mạnh hàng đầu phân khúc crossover cỡ C. Và lát nữa thì bản Hybrid sẽ mạnh hơn, đâu đó khoảng 204 mã lực. Và sẽ là những cái điểm khác biệt giữa xăng và Hybrid. Thì chúng tôi sẽ có những cái đường thẳng chạy drag, chạy slalom vào các khúc cua. Cô vào cô ra thì lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Bây giờ mời các bạn cùng lên xe để chạy thử trước phiên bản 1 cầu L 1 tỷ 159 triệu máy xăng 1.5 turbo. Bây giờ thì tôi và anh Mạnh Instructor của Honda Việt Nam đang ngồi trong khoang lái của chiếc Honda CR-V 2024 phiên bản L. Phiên bản này thì có giá vừa công bố sáng nay là 1 tỷ 159 triệu. Lên. Còn nhiều cây em tính 90 cây. Vì an toàn nên tôi chỉ để đẩy lên 90 cây, gần 100 cây rồi. Vì cái đường này chúng tôi đã được khóa lại và thử trong điều kiện an toàn nên là không vấn đề gì cả. Bây giờ là giới hạn là 20 cây. Sẽ bên chậm lại, rẽ trái. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái đoạn chạy slalom hơi ít con và đi tiếp tục đi thẳng đúng không? Đẩy tiếp bên này. Còn đường này nới hơn một chút, 50 cây trên giờ. Nhưng với chiếc xe 1.5 thì nó không có vấn đề gì cả. Honda họ làm mà xe chắc. Tuy hơi ồn một chút thôi. Quay. Đây là vòng thứ 2. Tăng tốc. Nó gào cái máy rất to, 1.5 turbo mở. Gần đến 6.000 vòng. Rồi giảm tốc. Nói chung là CR-V vẫn còn ồn lắm mọi người ạ. Vì anh instructor cho phép tôi được tăng tốc lên một chút nên là chúng ta sẽ đẩy cái tốc độ của chiếc xe lên cao hơn một chút. Và bây giờ là bài slalom. Cái thời gian nó khá là ngắn nên là không có quá nhiều trải nghiệm. Nhưng mà với trải nghiệm của tôi trước đây, cái thế hệ thứ 5 tôi đã chạy xuyên Việt 5.000 cây trên một chiếc CR-V thì thấy là chiếc xe này nói chung là cái độ hoàn thiện chắc chắn, khung gầm rất là ổn. Tuy nhiên xe vẫn còn ổn. Động cơ thì nó cũng không có khác biệt. Và lát nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bản Hybrid thì xem sẽ khác biệt như thế nào. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi có cơ hội lái thử hai chiếc Honda CR-V, hai phiên bản khác nhau của đời 2024 trên đường đua F1 Mỹ Đình. Và lúc nãy là phiên bản L1 cầu và bây giờ là phiên bản Hybrid nhập Thái, lai giữa xăng và điện, có cửa sổ trời toàn cảnh, có sạc không dây, có chế độ có nút B, rồi các cái lẫy chọn Drive Mode, Econ, Normal và Sport. Và bên cạnh tôi là anh Đạt, instructor của Honda Việt Nam. Anh Đạt sẽ hướng dẫn chúng ta cùng chạy thử chiếc Honda CR-V phiên bản Hybrid có giá là 1 tỷ 259 triệu. Đấy, mình có thể bạn nhỏ hết cỡ được, gần như mình không nghe một tiếng động gì cả. Động cơ không hoạt động và xe sẽ chạy êm. Tức là gần như mình không cảm nhận được. Nhiều người còn không biết được mình là xe đã khởi động hay chưa. Vâng. Đấy, nó êm đến như thế. Đấy, phải quan sát trên màn hình đúng không anh? Đúng rồi. Thì khi mà cái năng lượng pin mà nó thấp quá thì động cơ nó sẽ khởi động để nó tiếp thêm năng lượng cho pin và các hệ thống điện khác. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ khởi động, mình sẽ di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h để mình cảm nhận được là động cơ điện nó hoạt động êm như thế nào. Sau đó mình sẽ tăng tốc. Khi mà tăng tốc rồi, tăng tốc hoặc đạp ga thì động cơ nó sẽ hoạt động cùng với lại pin để kết hợp để vận hành xe. Và đấy mình sẽ có cảm nhận về cái sự khác biệt giữa động cơ xăng, động cơ điện nó như thế nào. Và bây giờ mình sẽ đến cái khu vực cái vạch ngang trước đây. Dạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi lên này, mọi người vẫn thấy và đa điện này, EV này, chế độ thuần điện 20 cây này. Khi đạp ga mạnh cái là động cơ xăng sẽ hoạt động. Dạ. Bây giờ tăng tốc này. Đó, mọi người để xăng, cả động cơ mà. Xăng nó đẩy năng lượng truyền về các bánh xe đây. Rồi. Chúng ta đang đi 40 cây, 40 cây là động cơ xăng đã làm việc rồi. Mọi người có thể quan sát cái màn hình đồ họa này. Tiếp theo là màn slalom. Yeah. Tăng tốc. Vòng thứ hai chắc là chạy thả ga hơn một chút anh nhỉ? Ừ, đúng rồi. Tăng đầu ta 670. Đó, đang ở 60 này. Đấy, chúng ta có thể không biết mọi người nhìn 30 km giờ. Đấy, màn hình HUD đang hiện là 23, 24, 26, 30 cây. Rồi. Rồi mình bỏ chân rồi, ra. Bỏ ra này. Rồi đó, mọi người nhìn thấy này. Đó, cảnh báo này, phanh. Đó. Các bạn phải nhớ là đi xe là các bạn phải cài dây an toàn những cái lúc như này, cái gọi là Honda Sensing anh nhỉ? Đúng rồi, đó thì lập tức theo quán tính bạn sẽ văng ngay về phía trước đập vào vô lăng. Đó là bây giờ là chúng ta lùi lại để đi đường kia đúng không anh? Lùi lại để quay lại về cái vị trí ban đầu rồi lại đi một vòng nữa. Đó. Rẽ được luôn đúng không anh? Đó. Như vậy là chúng ta vừa đi trên đường lại có test được một cái tính năng rất là hay. Mình đã sử dụng cam trước của hệ thống cam 360. Đó. Các góc cam đây. Đây cam hai bên. Hai bên này. Rồi, bây giờ mình sẽ về số lùi, mình sẽ kiện cam 360. Đây. Toàn cảnh. Đây một cái giả lập cam ở đây, nhìn rất là nét luôn, các cái cọc nhựa này. Đó. Đấy. Phía trước. Cái này là cái chỉnh độ sáng đúng không? Độ sáng thôi. Đó, tối sáng này. Mình bay lại, nó sẽ bay vị trí. Rồi. Giờ mình về số D thì nó lại làm cam trước. Cam trước. Rồi. Cam trước. Rồi. Thế thì nó giống như cái hệ thống cam 3 mắt mà bây giờ một số các cửa hàng nâng cấp xe họ đang lắp. Đúng rồi. Nhưng mà độ rõ nét của Honda thì hơn hẳn. Hơn. Nói chung là nếu mà những chiếc xe Trung Quốc thì cam nó rất là nét, nhưng những chiếc xe Nhật khác thì cũng phải nói thật anh Đạt là nó cái cam của Honda CR-V này khá là nét. Đấy. Chứ không phải là ngồi với người Honda mình nói thật. Nhưng mà những chiếc xe Nhật khác thì sẽ không bằng. Tuy nhiên là cam của Honda CR-V so với những chiếc xe của thương hiệu đến từ Trung Quốc thì cũng chưa biết thế nào. Họ cũng làm khá là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút nào. Để xem nào, 15 này, 19 này, bắt đầu 19 20 cây là bắt đầu động cơ xăng đã vào. Chiếc xe này hơn 200 mã. Mạnh gần nhất phân khúc crossover cỡ C, đâu đó ngang với chiếc Haval H6 Hybrid và hơn một chút so với bản dầu của Tucson. Riêng phiên bản này thì được trang bị nó cao cấp hơn so với các phiên bản khác. Ngoài cửa sổ trời, ngoài hạt không dây thì có cả màn hình HUD này thì rất là trực quan. Mọi người nhìn ngay được tốc độ để tránh cái việc giảm thiểu cái việc bị quá tốc độ và dễ bị cơ quan chức năng xử phạt. Đó, như vậy thì chúng ta đã vừa kết thúc 2 vòng chạy thử trên trường đua F1 với một instructor rất nhiệt tình của Honda Việt Nam là anh Đạt. Cảm ơn anh Đạt đã hỗ trợ chúng tôi cái thời gian nó không quá dài và đã có những cái hiểu biết nhất định về chiếc Hybrid, chiếc xe đầu tiên của Honda mang động cơ lai tại Việt Nam. Như vậy là trong một buổi chiều chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm trên trường đua F1 Hà Nội với 2 chiếc xe Honda, 2 phiên bản khác nhau của Honda CR-V 2024. Đây là chiếc xe phiên bản Hybrid và lúc nãy là chiếc xe phiên bản L máy xăng 1 cầu. Chiếc xe này thì có giá là 1 tỷ 259 triệu. Hy vọng là trong tương lai Honda Việt Nam sẽ mang thêm nhiều mẫu xe hybrid khác bên cạnh CR-V để chúng ta có cùng nhiều thời gian hơn để trải nghiệm những mẫu xe của Honda. Chi tiết về giới thiệu về nội ngoại thất chúng tôi đã có trong một clip riêng, và bây giờ là một clip về trải nghiệm Honda CR-V phiên bản hybrid xăng lai điện và sẽ khác nhau như thế nào ở giải tốc độ dưới 20 km/h thì hoàn toàn là chạy theo chế độ EV, trên 20 km/h đến khoảng 60-70 cây gì đó thì sẽ là xăng và điện, và khoảng 80 cây trở lên thì hoàn toàn là thuần xăng. Chiếc xe này sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn so với phiên bản chạy xăng và giá nó cũng cao hơn. Nó sẽ thấp hơn bản 2 cầu, bản L một chút thôi, là 1 tỷ 310 triệu, còn chiếc xe này là 1 tỷ 259 triệu. Hy vọng là những trải nghiệm phiên bản xăng và hybrid trên chiếc xe CR-V 2024 thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn cơ bản và những cái thông tin tham khảo để quyết định xem đâu là lựa chọn một chiếc SUV cỡ C bên cạnh rất nhiều các mẫu xe khác như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage hay là Ford Territory. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng theo dõi cùng Auto Express trong những ngày qua. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, theo dõi, subscribe và chia sẻ, cũng như là các bạn cần quan tâm thêm điều gì, mong muốn điều gì, những chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.